Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh TikTok Metalux nha. Hôm nay mình đi gắn một cái cửa CNC cho chung cư này bạn. Chung cư này là ở quận 6. Thì ở đây ấy, cũng có nhiều anh em làm chung cư nhiều biết rồi. Thì ở chung cư làm rất là phức tạp, phải có giờ giấc này nọ. Nên là anh em phải làm thật là kỹ ở nhà để khi đi làm ở chung cư nó đỡ mất thời gian nha các bạn. Thì sau đây mình xin nói cái công dụng của cái cửa CNC này. Thì như các bạn đã thấy ở trong có một lớp cửa gỗ rồi nha các bạn. Thì cái cửa CNC này gọi là cái cửa phụ, dùng để lấy gió, làm cho ngôi nhà của bạn thông thoáng và mát mẻ hơn, nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho ngôi nhà của bạn. Với công nghệ cao hiện nay thì các bạn có thể cắt được những cái hình thù nó phức tạp hơn và chi tiết hơn nha các bạn. Các bạn có thể cắt inox cũng được, mà sắt cũng được. Vì cánh cửa này là cửa phụ nên là cũng không cần tay nắm nha các bạn. Đây là cái lông nheo để giảm tiếng ồn cho cửa. Và đây là một số ứng dụng khác của CNC được trang trí trong phòng khách nè các bạn. CNC inox xi vàng dày 8 ly bên mình cũng thi công nhé các bạn. Đó là sáng bóng làm cho căn phòng của bạn nhìn nó ấm cúng và có không gian riêng tư hơn, nhưng mà vẫn nhìn được ra ngoài, nhìn từ mọi góc cạnh. Đó, các bạn thấy sao, đẹp không? Ở đây là những cái tủ cũng được ứng dụng CNC nè các bạn, làm cho cái tủ của bạn nhìn nó sang trọng lên. Và xem thành quả của mình đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.